Chào các bạn, trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái phần thiết lập giao diện Flashform với cái mục là Theme Option, à, chỉnh sửa tổng quan về các cài đặt của giao diện. thì trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về cái phần chúng ta sẽ sử dụng cái mục UI Builder, tính năng UI Builder của giao diện FlashSum để chúng ta tùy biến cái các cái trang theo ý muốn của chúng ta. Để sử dụng được tính năng UI Builder, thì ví dụ mình sẽ thiết kế một cái trang chủ, thì mình sẽ vào trong phần trang này, các bạn sẽ nhìn thấy cái trang chủ mà trong phần trước mình đã tạo. Thì ở đây chúng ta muốn chỉnh sửa theo Wix Builder thì các bạn có thể click luôn một cái nút là Edit Wix Builder à, Còn nếu mà các bạn chỉnh sửa theo dạng bình thường thì các bạn click vào chỉnh sửa ở đây Thì nó sẽ chỉ vào trong cái phần để chúng ta viết những cái nội dung cơ bản ở trong này thôi Còn chúng ta muốn tùy chỉnh theo ý muốn thì các bạn sẽ click vào Edit Wix Builder ở bên ngoài Hoặc là các bạn vào trong này các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cái nút là Wix Builder ở đây Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này Thì nó sẽ ra cái phần chỉnh sửa trực quan của giao diện platform các bạn sẽ thấy là phía cột bên trái này là cái nơi mà chúng ta sẽ add thêm các cái tính năng vào những cái cột để chúng ta muốn thêm vào trong cái thiết kế của chúng ta. Còn phía bên phải này là nó sẽ hiển thị cho chúng ta là khi mà chúng ta thêm các cái tính năng đó thì nó sẽ hiển thị trông như nào Đây là chúng ta sẽ nhìn trực quan được cái giao diện của chúng ta luôn. Ở bên dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy một số những cái mẫu giao diện mà Plasm nó đã tạo sẵn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy cái mẫu nào nó ưng ý, uh, hợp lý với chúng ta thì chúng ta có thể uh, kích chọn luôn ở đây. Để chúng ta thêm vào trong cái website của chúng ta thì chúng ta đỡ phải thiết kế từ đầu à, Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể có một cái mục là mục Custom ở đây Custom là những cái mẫu mà chúng ta đã thiết kế xong rồi chúng ta lưu lại ấy Để chúng ta ví dụ sau này chúng ta sử dụng cùng một cái mẫu đấy cho nhiều website khác nhau Thì các bạn có thể áp dụng luôn Còn ở đây thì là những cái mẫu sẵn của nó Và các bạn cũng lưu ý ở đây nó cũng chú thích cho chúng ta là Image uh, Not Include Nghĩa là những cái mẫu này nó không bao gồm uh, những cái hình ảnh như này cho nên khi mà các bạn chọn mẫu ấy, thì nó sẽ chỉ hiển thị cái cái uh, khung của cái mẫu đó thôi. Ví dụ như là mình chọn cái uh, mẫu thứ nhất để chẳng hạn, cái mẫu sale này chẳng hạn. thì các bạn chờ một chút nó sẽ lốt toàn bộ đây, các cái tính năng nó sẽ hiển thị cho chúng ta luôn đấy, và bố cục nó hiển thị luôn đấy, và các bạn thấy là nó sẽ không có hình ảnh nào cả không có một hình ảnh nào nó chỉ là ra cái mẫu bố cục thôi và ở đây chúng ta sẽ thay thế ví dụ như là cái chữ sale để chúng ta muốn sửa thành chữ khác thì các bạn kích đúp vào đây đấy, các bạn sửa nó thành cái chữ uh, khác chẳng hạn như là khuyến mãi chẳng hạn như này Đấy. các bạn ok lưu lại thì chúng, chúng ta có sẵn mẫu chúng ta chỉ việc thay thế vào thôi còn ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Tạp từ đầu thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề hơn ở đây mình sẽ xóa hết đi để xóa được những cái này các bạn click vào cái bánh răng các bạn chọn delete này đấy. khi click vào bánh răng thì chúng ta có khá nhiều những cái lựa chọn à, trong đấy là những cái xóa rồi mình sẽ xóa hết đi để mình làm lại từ đầu rồi bây giờ làm lại từ đầu thì trước tiên là các bạn cần phải xác định được là cái kiểu giao diện trang chủ của các bạn, các bạn muốn thiết kế như thế nào để chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta làm. À, ví dụ như là mình muốn thiết kế một cái kiểu trang chủ nó giống như cái trang của vườn tài nguyên này chẳng hạn, thì ở đây các bạn thấy đầu tiên chúng ta sẽ phân tích nó là nó sẽ có phần một cái phần slide ở phía bên trái này, Đấy, và bên này nó sẽ là uh, một list các cái bài viết. Đấy, rồi ngoài ra thì một số những website khác thì cái cấu trúc lại khác, ví dụ họ có một cái uh, phần slide nó full tràn cái website của họ, Đấy, ví dụ như trang này chẳng hạn. Ví dụ như website này các bạn thấy là cấu trúc thì bên trên thì họ có một cái slide chạy full tràn. Rồi bên dưới là phần tin tức nổi bật. Mỗi một website sẽ có một cái kiểu thiết kế khác nhau thì chúng ta phải xác định được là kiểu website chúng ta như thế nào để chúng ta thiết kế. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái, cái nhìn tổng quan chung. Thì các bạn đầu tiên là chúng ta cái phần phía bên trên này thường thì chúng ta sẽ để slide hoặc là cái gì đó nó nổi bật thì đầu tiên là chúng ta sẽ muốn thêm tính năng vào thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút là add element ở phía cột bên trái này để chúng ta thêm vào các bạn nhấn vào đây và khi các bạn nhấn vào add element thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều những cái tính năng từ trên xuống dưới này rất nhiều tính năng để cho chúng ta lựa chọn và tính năng đầu tiên các bạn cần phải lựa chọn đấy là cái row row có nghĩa là cái số cột mà chúng ta muốn chia ở trong cái khu vực đấy ở đây các bạn ví dụ các bạn thấy là cái trang vườn tài nguyên này các bạn thấy phần bên trên này của mình là nó sẽ chia được làm hai cột, một cột bên trái là để tính năng slide, một cột bên phải là để tính năng bài viết. À, còn ví dụ như là cái website này thì nó chỉ để một cột thôi và cột đấy chỉ hiển thị tính năng slide. À, thì trước tiên thì chúng ta cần phải xác định là cái phần mà chúng ta muốn thiết kế đấy nó sẽ chứa bao nhiêu tính năng để chúng ta chia cột ra cho nó phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ quay ở đây, ví dụ mình muốn chia làm hai cột giống như vườn tài nguyên thì mình sẽ chọn vào row này. Đấy và ở đây mặc định nó đang để làm ba cột, 1 2 3 vậy thì mình sẽ chọn hai cột thì các bạn tích chọn là hai cột này ngoài ra các bạn có thể chia thành một cột này bốn cột hay là hai cột sát nhau hai cột full ba cột full nó chia có rất nhiều cái mặc định ở đây à, và khi bạn lựa chọn xong các bạn có thể vẫn có thể tùy chỉnh lại nhé ví dụ mình chọn hai cột này sau đó mình nhấn apply like. thì lúc này mình sẽ được chia làm hai cột và nó sẽ hỏi mình label label là tên của cột đấy à, ví dụ ở đây mình sẽ đặt cho nó là slide đi cái tên này thì nó chỉ là một cái uh, tên để phân biệt giữa các cái phần chúng ta thiết kế với nhau thôi nó không ảnh hưởng gì tới website chúng ta cả ở đây mình sẽ đặt xong và sau đấy bên dưới này sẽ, có những cái tùy chỉnh những cái phần này thì mình sẽ nói sau sau khi mình đặt tên xong thì các bạn nhấn apply này đấy thì các bạn thấy là mình sẽ đã có tạo được một cái row slide và chia làm hai cột để nó các bạn thấy là hai column này và các bạn thấy cái chỉ số là 6 trên 12 có nghĩa là một cái chiều dài tính từ phía bên trái sang bên phải thì nó sẽ chia làm 12 phần và cột của các bạn mỗi một cột đây chúng ta sẽ chiếm 6 phần. Đấy, cột này chiếm 6 phần, cột này chiếm 6 phần thì nó sẽ chia làm hai Vậy thì sau này ví dụ chúng ta muốn chia làm 3 cột thì mỗi cột nó sẽ thì chúng ta sẽ lấy là 12 chia 3 thì mỗi cột nó sẽ là 4 phần. Đấy, thì các bạn uh, lưu ý đây cái thông số để cho chúng ta nhìn vào chúng ta chia cho nó cụ thể thôi. Và sau khi chúng ta chia xong ở đây chúng ta đang chia là hai cột bằng nhau. Và bây giờ ví dụ mình muốn là cái cột bên slide này nó to hơn một chút cơ thì các bạn có thể đưa chuột vào cái thanh uh, xanh này này đấy các bạn thấy mũi tên hai chiều các bạn giữ chuột trái các bạn phải kéo sang đấy các bạn kéo sang đến cái độ rộng mà các bạn muốn đấy, thì khi kéo sang đây các bạn thấy là cái cột bên trên của mình nó đã chiếm được 8 đến 12 phần rồi rồi cột còn lại nó chỉ có 4 phần thôi đấy, đấy, là cái cách chia thứ nhất cách thứ hai là các bạn có thể kích đút chuột thẳng vào cái chữ column này kích đút thẳng vào nó đấy các bạn sẽ thấy là phần width này nó đang là 8 bây giờ mình muốn nó chỉ là 4 thôi mình chọn 4 đấy, thì nó sẽ bé lại hoặc mình chiếm lên 10 thì nó đẩy lên. thì các bạn lưu ý là tổng các bạn muốn chia uh, cái độ rộng của cột bao nhiêu cũng được, nhưng mà các bạn lưu ý thứ nhất là tối đa độ rộng của nó là 12 và tối thiểu thì của nó là một và tổng của số cột các bạn chia ở đây, tổng độ rộng của các cột các bạn chia lại cộng lại nó phải bằng 12. Ví dụ ở đây mình có hai cột, mình chia một cột là 10. thì đương nhiên là cái cột còn lại nó sẽ bị đẩy xuống tại vì sao? Tại vì cái cột còn lại của mình nó đang là 4 nó sẽ bị đẩy xuống dòng bên dưới bây giờ mình muốn nó ở dòng bên trên thì mình phải thu nó lại mình chỉ để là hai thôi đấy thì 10 cộng với hai nó sẽ bằng 12 các bạn để để rộng hơn nó sẽ mình đẩy xuống dưới thì các chúng ta sẽ phải lưu ý phần này ví dụ mình sẽ chia ở cái tỷ lệ là 84 bốn thì nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của mình đấy, còn ví dụ các bạn muốn là cái slide của bạn nó full tràn uh, cả website thì chúng ta sẽ bỏ một cột đi các bạn phải kích vào cái bánh răng này Đấy, các bạn có thể ở trong khi quay kích bánh răng nó sẽ có nhiều cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất là chúng ta nhấn vào option để chúng ta sẽ tùy chỉnh chi tiết cho cái cột đấy ví dụ như là chúng ta vừa chỉnh độ rộng của cột này rồi các cái một số những tùy chỉnh bên dưới này đấy, thì đấy là cái phần option để cho chúng ta tùy chỉnh sâu hơn duplicate để chúng ta sẽ nhân bản cái cột đấy ra đấy, khi bạn nhấn duplicate thì các bạn sẽ đấy mình nhân bản được thêm một cột nữa đấy, thì ví dụ sau đây chúng ta muốn nhân bản một cái cột nó nhanh hơn chúng ta đỡ phải tạo lại từ đầu thì các bạn chọn duplicate rồi copy option, copy option là chúng ta sẽ copy những cái thiết lập ở trong cái cột này Ví dụ mình uh, copy cái option của cái cột 4 12 này nhé Và mình sẽ paste sang cái cột 8 12 thì bạn sẽ thấy là cột 8x12 nó lập tức nó sẽ chuyển thành 4 12 Rồi mình sẽ paste nó vào đây, paste option Các bạn cũng kích vào bánh răng nhé hoặc là kích chuột phải cũng được Paste option, đấy thì bạn sẽ thấy nó thành 4x12 Tại vì nó sẽ copy những cái thiết lập của cái cột này, nó dán cho cột khác nên sau này ví dụ chúng ta thiết lập một cái cột nào đấy mà tất cả những tính năng bên dưới này chúng ta đã thiết lập mà chuẩn theo ý chúng ta rồi và chúng ta muốn có một cái cột khác cũng có một cái thiết lập tương tự như thế thì chúng ta thay vì là mất công để thiết lập lại từ đầu thì chúng ta chỉ việc copy cái option thiết lập của nó thôi và chúng ta sẽ paste lại là được tiếp theo là cái copy copy as code của short code này cái này thì chúng ta cũng ít dùng có nghĩa là chúng ta copy nó giống như là một cái short code để chúng ta dán cái cột đó sang một vị trí ở đấy thì cái này vào chi tiết thì một cái ứng dụng ở đấy mình có, có điều kiện mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi tiếp theo là save preset với để chúng ta sẽ lưu cái thiết lập này thành một cái bản nào đấy để sau đó chúng ta có thể lôi nó ra chúng ta sử dụng vào khi nào chúng ta muốn và cuối cùng là delete thì chúng ta sẽ xóa cái cột vào đi thì đấy là những cái tùy chỉnh ở trong cái phần mảnh răng này rồi sau khi mà chúng ta đã tạo xong như thế này ở đây ví dụ như là mình muốn xóa cột đi mình delete đấy thì mình sẽ còn được cột tám chỉ hai đó, mình sẽ kéo này ra Đấy, Là mình sẽ có 12 trên 12 Và bây giờ mình sẽ đưa một cái slide vào trong cái cột này chẳng hạn Thì mình sẽ mở cái cột ra Các bạn nhìn ở đây nhé Cấu trúc của nó nó giống như là các cái hộp Hộp nhỏ được trong hộp to Thì ở đây trong một cái row này là một cái hộp to Trong hộp to thì nó sẽ chứa một cái column hộp nhỏ này Thế cho nên chúng ta muốn đưa một cái tính năng nào đó vào bên trong các cái phần này Thì chúng ta phải kích vào các cái mũi tên để chúng ta mở nó ra Đấy, Mở các cái hộp bên trong nó ra để chúng ta đưa tính năng vào thì chúng ta mới thêm được vào trong cái website chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta tạo ra row rồi, trong row có column, rồi trong column này muốn có cái gì, đây là mới column một cột đã được tạo. Mình muốn có cái gì thì mình sẽ nhấn vào add to column. Dạ. Còn nếu các bạn nhấn add to row, add to row là nó sẽ add thêm một cái cột nữa. Đây ví dụ mình add to row này. Đấy, là mặc định nó sẽ thêm một cái cột nữa, bởi vì là trong row nó chỉ chứa column thôi chứ nó không chứa tính năng. Đấy mình uh, nếu mà thêm một cột nữa thì mình phải bỏ nó đi. Ở đây mình phải add vào column mới đúng mình sẽ add to column này rồi bây giờ các bạn thấy nó có rất nhiều tính năng ở đây chúng ta muốn đưa tính năng slide chạy ảnh vào thì vào thì chọn cái tính năng slide này các bạn chọn slide là một tính năng cho phép chúng ta tạo cái thanh trượt chạy còn trên thanh trượt chạy đấy các bạn muốn đưa ảnh muốn đưa video hay đưa cái gì vào chạy thì các bạn sẽ thêm vào sau ở đây khi mà chúng ta thêm tính slide này thì nó sẽ có những cái tùy chỉnh đầu tiên nó cũng là label thì các bạn có thể đặt tên nó slide cũng được hoặc là các bạn không đặt tên cũng được cái này nó không ảnh hưởng gì cả rồi tiếp theo là kiểu slide kiểu slide thì nó là slide là kiểu chạy hay là kiểu fade là cái kiểu bay ra bay vào Đó. thì ở đây mặc định mình để slide đi bố cục style Đó. tất cả những cái bên dưới này nó đều là tùy chỉnh thôi thì ở đây mình sẽ đi vào những cái tùy chỉnh quan trọng còn những cái tùy chỉnh khác các bạn có thể tự tìm hiểu nhé bởi vì nó rất nhiều chúng ta mà hướng dẫn từ cái một thì nó nó sẽ mất khá nhiều thời gian thì ở đây các bạn cứ tích uh, on off hay là quạt kéo rồi thì các bạn lựa chọn nó chỉ là ví dụ các bạn chọn là căn giữa căn trái căn phải đây này hay là các bạn uh, lựa chọn màu nó như thế nào này, các bạn uh, tắt bật như thế nào, đây, hay là các bạn kéo lên kéo xuống, đấy là tất cả những tùy chỉnh. Thì các bạn cứ chỉnh những cái này, các bạn nhìn sang phía bên này thấy nó cái gì nó thay đổi thì nói là chỉnh cái phần đấy. Và nếu mà chúng ta thấy nó nó theo đúng ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng. Còn nếu không đúng thì chúng ta sẽ để lại mặc định như ban đầu. À, đây thì đầu tiên là slide slide thì mình thường tùy chỉnh. Thứ nhất là uh, mình uh, có sử dụng mũi tên hay không, on/off mũi tên này. Rồi cái bullet này là cái những cái dấu chấm chấm ở phía bên dưới cái slide chúng ta nó sẽ có những cái chấm chấm ở bên dưới này. cái học cái mũi tên này các bạn có dùng mũi tên này hay không? đấy thì chúng ta có đọc thôi. Rồi mình sẽ thiết lập thời gian, thời gian chạy của slide, có nghĩa là sau bao lâu thì cái một cái ảnh nó sẽ chạy qua. Thì ở đây nó để là 6000 đơn vị tính là mili giây. 6000 mili giây có nghĩa là sau 6 giây nó sẽ chạy. Ở đây mình muốn nó nhanh hơn thì mình sẽ để một tầm 3 giây được ạ. Mình sẽ chọn là 3000 rồi thì uh, chúng ta cũng muốn là cho khách hàng khi mà đưa chuột vào cái ảnh thì nó sẽ dừng lại hay không? Đây, on off vào đây, pause on off vừa. Đã, rồi những cái tùy chỉnh với slide. Sau khi chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn apply và các bạn nhớ là nhấn update nhé. Bất kỳ một cái tùy chỉnh nào chúng ta sẽ nhấn apply và nhấn update thì nó mới lưu lại. Còn nếu các bạn không nhấn update nó sẽ không lưu đâu. Chúng ta thoát ra là mất hết toàn bộ các cái thiết lập của chúng ta đấy. Rồi sau khi mà chúng ta thiết lập xong slide thì chúng ta lại thấy một cái mũi tên đây các bạn. Kích mở nó ra. Rồi bây giờ tiếp theo bên trong slide chúng ta muốn đưa cái gì vào. Slide chỉ là cái tính năng tạo cái chạy chạy thôi Còn chúng ta muốn cái gì chạy trong đấy Ảnh chạy hay là video chạy hay là cái gì chạy Thì các bạn phải add thêm nó vào đây Thì ở đây mình sẽ nhấn add to slide này đấy, Mình muốn chạy ảnh thì mình sẽ chọn tính năng là image Còn mình muốn chạy banner thì chọn tính năng banner Ở đây ảnh là như nào banner là như nào Đây ví dụ ảnh là như này đấy, ảnh, Cái này là ảnh này Thiết kế ảnh mà nó sẽ chạy ảnh Còn banner là nó sẽ như này banner là ngoài chạy ảnh ra thì bên dưới banner nó còn hiển thị thêm cái chữ kiểu như thế này nữa đây trên banner thì chúng ta có thể thêm chữ vào còn các bạn thích cái chữ sẵn ở trên này rồi thì các bạn chỉ để như thế này và chúng ta chạy ảnh thôi ở đây thì mình chạy ảnh thì mình sẽ chọn lấy image này rồi chúng ta, các bạn nhìn thấy ảnh đây chúng ta select media Đấy, chúng ta chọn một cái ảnh để chạy ra tải file các bạn chọn ảnh có sẵn ở trên cái website chúng ta hoặc là tải file chọn tệp tin ví dụ mình sẽ chọn cái ảnh này Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn uh, sử dụng cái Đấy thì bạn sẽ thấy là ảnh nó sẽ được đưa vào. Như vậy ảnh ở đây thì uh, tùy vào kích thước của các bạn nhé. Uh, mình khuyên là các bạn nên thiết kế kích thước ảnh trước rồi chúng ta đưa vào. Thay vì là chúng ta đưa những ảnh nó có kích thước nó khác nhau vào thì cái slide chúng ta chạy nó sẽ không đẹp. Do đó là chúng ta nên thiết kế kích thước uh, bên ngoài trước và thường thì cái chiều uh, cái chiều ngang của cái bức ảnh này thì các bạn nên để là 1300 pixel còn cái chiều cao, chiều rộng này của nó thì các bạn để bao nhiêu tùy ý các bạn. Các bạn đừng nên để rộng quá vì rộng quá thì khi mà người ta kéo cái website chúng ta xuống thì nó sẽ bị khó, thì nó sẽ to quá. Các bạn nên để nó khoảng vừa vừa như thế thôi. Đây, thì chiều từ trái sang phải này khoảng 1300 pixel. Còn chiều từ trên xuống dưới này thì các bạn để khoảng tầm 400 đến 5 hoặc 600 pixel là là cao rồi, chứ không nên để to quá. Để còn trường hợp mà chúng ta đưa cái ảnh vào nó bị to quá như thế này ấy thì uh, thứ nhất là các bạn về tùy chỉnh lại là khi mình sai này là các bạn nên để là original là kích thước ảnh gốc thì ảnh nó sẽ nét còn các bạn mà để những cái kích thước khác ấy, nó sẽ bị mờ ảnh chúng ra đi nên là khi đưa ảnh vào các bạn chọn là original tiếp theo là width là cái độ rộng của ảnh cái cái này thì các bạn nên để là 100% và cuối cùng là cái chiều cao đây chiều cao thì các bạn có thể lựa chọn lại tỷ lệ ví dụ chúng ta để mặc định thì nó sẽ hiển thị đầy đủ tỷ lệ của ảnh và ví dụ mình chọn cái tỷ lệ là 16,9 này Đấy các bạn thấy là ảnh nó sẽ được co ngắn lại một chút nữa Và ví dụ các bạn muốn co ngắn nữa thì các bạn đi giảm đi Cái đây là cái phần trăm 169 là để cho nó có cái hình chữ nhật là nằm ngang thôi Còn nếu các bạn chọn 43 ba thì nó lại co theo kiểu khác Hay chọn 12 nó lại để kiểu khác Ở à, đây mình sẽ chọn 169 nhưng mà quan trọng là cái phần uh, phần trăm này Ví dụ mình muốn nhỏ lại thêm một chút nữa Thì mình ví dụ mình để 30% thôi Đấy thì các bạn thấy là ảnh của bạn nó lại nhỏ lại thêm này Đấy, hoặc mình để 40% Đấy, thì đây là đối với cái ảnh mà các bạn để quá khổ thì chúng ta có thể tùy chỉnh lại theo kiểu này Rồi, Nhưng mà khi mà chỉnh theo kiểu này thì đôi khi là nó sẽ cắt không theo ý muốn của chúng ta Rồi, Cái phần hiển thị thì nó lại không hiển thị Do đó là chúng ta nên thiết kế cái ảnh của chúng ta trước Sau đó chúng ta mới đưa vào đây thì nó sẽ phù hợp hơn Rồi sau khi mà xong thì chúng ta sẽ nhấn Upline Tiếp theo chúng ta lại thêm một cái ảnh nữa Slide chạy ảnh thì chúng ta phải có nhiều ảnh thì qua là Add to Slide Các bạn add tìm Cũng làm tương tự như vậy Các bạn cũng uh, tải một cái ảnh khác lên là, ví dụ như ảnh này chẳng hạn các bạn đưa vào thì nó cũng sẽ bị to như ảnh vừa rồi thì chúng ta thay vì là mất công chúng ta tùy chỉnh lại thì các bạn quay ra đây các bạn sẽ copy option của cái ảnh khi nãy chúng ta đã làm và chúng ta sẽ paste option sang cái ảnh như này. Đấy, thì các bạn thấy thấy là lập tức nó sẽ được áp dụng luôn thì chúng ta không cần phải uh, tùy chỉnh lại từ đầu nữa và sau khi xong chúng ta nhấn update. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài website mình sẽ kiểm tra là tải lại trang chủ của mình. Đó thì các bạn thấy là cái slide đã hiển thị ra đây. Đấy và có thể chạy được rồi ví dụ bây giờ nó thì nó chưa full width Cả chúng ta muốn full tràn ra bên ngoài website ấy, thì các bạn tùy chỉnh cái phần row của nó các bạn kích nút vào row hoặc là các bạn kích chuột chọn, chọn option cái row và các bạn lựa chọn cái phần column spacing này các bạn chọn là close left và cái phần width này các bạn để là full vậy thì ảnh chúng ta sẽ full tràn ra nhấn apply và update đây, quay lại đây chúng ta tải lại các bạn sẽ thấy là ảnh nó sẽ full tràn ra đấy và các bạn thấy là cái kích thước của nó thì hiện tại nó đang to Đấy, thì chúng ta lại quay chỉnh lại. vừa rồi chúng ta không để phun tràn thì nhìn nó hợp lý, nhưng bây giờ để phun tràn thì nó bị pop quá. thì các bạn có thể mở lại cái option này, các bạn để cái phần trăm của nó ví dụ để hai phần trăm thôi. Đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn được. Đấy. đây lý do vì sao mà chúng ta nên thiết kế ảnh từ đầu, nhưng ta đỡ phải chỉnh nhiều. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái slide tràn như này rồi tiếp theo ở bên dưới slide của chúng ta, bên dưới slide chúng ta muốn có cái gì thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng phải kiểm tra xem là chia làm bao nhiêu phần và trên phần đấy đưa cái tính năng gì vào ví dụ ở trên cái phần này của mình này tại nguyên chính gốc phiên bản mới nhất này mình để làm bốn phần Đó, mỗi một phần mình sẽ đưa cái tính năng box vào đây thì mình sẽ quay lại đây đây là coi như kết thúc cái tính năng slide này thì mình sẽ thu gọn nó lại để cho nó đỡ bị nhầm lẫn rồi tiếp theo mình add thêm element nữa là cái tính năng phía bên dưới tính năng slide là cái gì thì mình sẽ add thêm element rồi, mình cũng chọn row đầu tiên là chia làm bao nhiêu cột. Và ở đây mình sẽ trường hợp chia làm 4 cột này, chọn 4 cột và mình nhấn apply. Rồi, mình sẽ đặt ở đây ví dụ như là uh, lợi ích chẳng hạn. Là tên của cái uh, row đấy để phân biệt nó với cái row slide này để sau này mình muốn sửa cái row nào thì mình sẽ mở cái row đó ra. Rồi các bạn thấy là chia làm 4 phần thì mỗi phần nó sẽ sẽ là 3 trên 12 này. Rồi sau đó thì trong cái phần đấy mình muốn đưa cái gì vào thì mình cũng sẽ mở cái column ra rồi mình ép vào to column thôi và đây cái tính năng mình sử dụng cho cái uh, này nó là tính năng box thì mình sẽ add to volume này, đấy, mình sẽ tìm tới cái tính năng đấy, đây nó là cái tính năng là icon box, mình sẽ chọn tính năng này, đó, icon box này thì đầu tiên tính năng của nó sẽ icon các bạn lựa chọn icon là gì, đấy các bạn chọn một cái uh, hình ảnh ngẫu nhiên chẳng hạn, có thể ví dụ như là mình sẽ lấy luôn cái uh, biểu tượng này chẳng hạn, lưu lại hoặc các bạn có thể vào google các bạn tìm một cái uh, icon biểu tượng nào đấy chúng ta sẽ quay ở đây chúng ta tải file chọn tiền tin lên đây mình sẽ chọn cái đấy, cái icon này và sử dụng mình đấy thì bạn sẽ thấy icon nó sẽ được đưa vào này và chúng ta sẽ tùy chỉnh thứ nhất là cái độ rộng của cái icon đấy chúng ta tùy chỉnh ở đây ở vị trí của nó nằm tốt hay nằm center nằm left đây ví dụ là mình muốn nó nằm bên trái đấy, mình chọn như này chữ nó sẽ nhảy sang phải rồi tiếp theo thì các bạn có thể tùy chỉnh về cái icon này như các bạn tạo cho nó một cái viền bên ngoài này các icon bắt đầu là tăng lên cho một cái viền, như ở đây là mình áp dụng viền. Khi đưa vào thì nó sẽ đổi màu. Tạo một cái viền như này và cho kích thước của nó bé lại một chút. Như thế này xong. Rồi các bạn muốn bên cạnh nó chữ của nó là gì thì chúng ta sẽ sửa chữ. Để sửa chữ thì bất kỳ chỗ nào có chữ là các bạn sẽ đều phải kích nút vào nó, thì các bạn mới mở ra phần sửa. Và nếu mà các bạn chỉ kích một lần thôi thì nó chỉ ra như này thôi. Thì các bạn sẽ cần phải nhấn tiếp vào cái Open Text Editor này đấy, còn không thì các bạn sẽ kích đúp vào đây nó sẽ ra luôn cái phần đấy chúng ta sẽ xóa toàn bộ chữ đi rồi thì mình sẽ copy chữ này chẳng hạn hoặc là các bạn muốn viết chữ gì thì các bạn viết thẳng nó vào đấy mình nhấn ok đấy, như vậy là xong apply và update thôi chúng ta làm tương tự với lại các cổ bên cạnh thì chúng ta sẽ ra được như vậy dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải cốt thêm một chút để cho cái cái icon và những cái chữ này nó được cân bằng với nhau thì cái này mình sẽ cốt thêm cho phần event hoặc các bạn tùy chỉnh lại cái kích thước cho nó vừa như này là nó hợp lý rồi, sau khi xong một cái này các bạn có thể là kích vào đây các bạn sẽ đúp lưu kết cái anh bóc ở lên Đấy, apply đúp lưu kết đây, chúng ta sẽ nhân bản lên ba cái nữa rồi chúng ta sẽ kéo lần lượt từng cái vào trong column này mình cũng sẽ kéo cái này thả vào trong column này kéo tiếp thả vào trong column này các bạn có thể kéo thả vào trong column Đấy thì bạn thấy là mỗi column nó đều có một cái như này rồi Và chúng ta chỉ việc chỉnh sửa thôi Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây Đấy chúng ta sửa thành một cái icon khác và sửa thành một cái chữ khác Như vậy là ok Đấy, Sau khi xong chúng ta apply và update Rồi bây giờ ra ngoài website chúng ta sẽ kiểm tra lại Đấy thì bạn thấy là nó đã được hiển thị ra Tuy nhiên là các bạn thấy nó đang nằm sát trên cái slide quá Bây giờ mình muốn cách nó xuống Đấy, Cách nó xuống nó không nằm sát, cách xuống thôi Thì các bạn sẽ quay trở lại đây Đấy, Các bạn vào trong cái row của nó À, mỗi một cái row hay một cái column hay một cái uh, uh, tính năng thì nó đều có cái phần bánh răng chúng ta kích vào chúng ta chọn option là để sửa nó các bạn thấy là nó đang bị sát cái slide quá bây giờ chúng ta muốn cách nó xuống dưới thì các bạn để ý đến phần là column padding column padding là cái khoảng cách và mỗi một cái này nó sẽ có bốn ô bốn ô và mỗi một ô nó sẽ có một cái thanh gạch trắng này à, gạch trắng đây là khoảng cách với bên, bên trên đây là khoảng cách bên phải đây khoảng cách so với bên dưới và khoảng cách so với bên trái chúng ta muốn chỉnh khoảng cách với cái nào thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây bây giờ mình thấy là nó đang nằm sát bên trên quá mình muốn chỉnh cái khoảng cách với bên trên nó dài ra một chút xa ra một chút thì mình sẽ chọn cái đồ hô đầu tiên này là khoảng cách bên trên và mình muốn cách ra là khoảng 30 pixel là các cái còn lại thì mình để không mình để 30 pixel mình upline update này rồi mình ra website sai qua các bạn thấy là nó sẽ cách ra thì tùy theo các bạn làm nhiều các bạn sẽ hiểu được là nên cách ra khoảng bao nhiêu thì hợp lý hoặc là các bạn cứ điền một cái con số vào đấy các bạn thấy nó cách ra đến cái tầm mình thấy ok rồi thì mình uh, dừng lại ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có sự khác nhau giữa bên ngoài website và bên trong cái phần chúng ta tùy chỉnh thì các bạn cứ tùy chỉnh xong các bạn lưu lại ra ngoài website chúng ta tải lại xem nó chuẩn và bên ngoài website là ok nhé còn trong phần này nếu mà các bạn thấy là nó cái khoảng cách nó quá khác biệt như này ấy thì có thể là nó vẫn đang lưu cách nó chưa uh, cập nhật cái phần tùy chỉnh chúng ta thì các bạn nhấn update này sau đó chúng các bạn nhấn tải lại giúp mình Đây, thì các bạn thấy là nó sẽ cập nhật lại theo những cái gì chúng ta đã chỉnh sửa đó là sau hai phần này tiếp theo đến phần bên dưới nữa cũng các bạn lại tiếp tục add element thì tùy theo tính năng các bạn muốn đưa vào là cái gì thì chúng ta đều có hai bước là đầu, bước đầu tiên là chia cột chia làm bao nhiêu cột và bước thứ hai là đưa tính năng gì vào trong cái cột đấy đó, cách sử dụng platform ui uh, builder của platform đó là như thế rồi tiếp theo ví dụ bây giờ mình muốn đưa các cái phần sản phẩm vào như này chẳng ra thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là có một phần tiêu đề này, rồi bên dưới là sản phẩm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục add lên mình chọn row và lần này thì mình chỉ chọn một cột thôi, bởi vì mình chỉ cần hiển thị tính năng sản phẩm và cái tiêu đề của sản phẩm thôi. Thì mình sẽ chọn một cột. Apply tiếp này. Rồi này thì mình sẽ đọc cũng là sản phẩm bán chạy. Rồi sau đó mình sẽ apply. Tiếp theo mình tạo ra một cột để mình mở cột đấy ra. Và mình add to column À, mình cần một cái tiêu đề đầu tiên thì mình sẽ chọn tới cái tính năng là tính năng Title thì các bạn lưu ý là tất cả các tính năng ở đây nó rất là nhiều. À, cho nên các bạn uh, muốn uh, học cách sử dụng ấy, thì các bạn lựa chọn từng tính năng một. Đó, sau đó các bạn xem nó là cái tính năng gì, tùy chỉnh nó như nào, là dần dần các bạn sẽ hiểu thôi. nhưng mình mà hướng dẫn cho bạn tất cả những tính năng ở đây thì nó rất nhiều thời gian. ở đây mình sẽ chọn tính năng Title để hiển thị ra cái tiêu đề. thay Title trong đây mình sẽ sửa luôn tên của nó. u là sản phẩm bán chạy đó sau đó thì uh, kiểu style rồi các cái tùy chỉnh nó tương tự thôi ví dụ mình muốn cho nó cái màu sắc nó khác đi cho nó màu xanh như này chẳng hạn đây này Đấy. rồi thì uh, các bạn có thể chọn cho nó là nằm giữa như này hay là nằm trái với có một cái viền xung quanh này hay là mặc định bình thường rồi sau đó thì các bạn nhấn apply Tiếp theo là bên dưới cái tiêu đề sản phẩm này là phần hiển thị sản phẩm. Thì mình sẽ add to volume tiếp bên dưới cái tiêu đề này. Đã, các tính năng nó đều nằm dưới nhau. Rồi sau đó thì mình sẽ tìm đến tính năng là product đó, để hiển thị các cái sản phẩm ra. Chọn tính năng product này. Đấy qua thấy là sản phẩm nó đã hiển thị ra rồi này. Rồi chúng ta nhấn apply. Và chúng ta có thể tùy chỉnh là những cái sản phẩm nào sẽ được hiển thị ra. Thứ nhất là kiểu thì các bạn nên để là normal thì nó sẽ có nhiều thêm nhiều cái tùy chỉnh hơn rồi uh, tiếp tục là tay là kiểu slide slide như này thì là khách hàng sẽ nhấn sản chạy cái sản phẩm như này còn thứ hai là kiểu row thường thì chúng ta sẽ dùng slide row row là hiển thị theo hàng Đây, từ trên hàng trên hàng dưới khách hàng không cần phải nhấn uh, nút slide mà toàn bộ sản phẩm sẽ hiển thị hết ra dù mình chọn theo kiểu row chẳng hạn Đấy, hoặc như này là mình đang hiển thị theo kiểu row này Rồi, sau đó là mình sẽ chọn Column spacing là khoảng cách giữa các sản phẩm Cái này để mặc định thôi Các bạn muốn chia hiển thị sản phẩm theo mấy cột Mặc định là 4 Ví dụ mình muốn tăng lên 5 Đấy, 5 sản phẩm này Hay là 6 sản phẩm này Đó, 6 sản phẩm một hàng đi này Đấy, Thì ở đây mình thường sẽ để là 4 Tùy theo cái kích thước ảnh sản phẩm các bạn Các bạn để cho nó hợp lý Rồi các bạn muốn ảnh nó nổi nổi lên một chút Thì cái phần Deep này các bạn tăng lên Đấy, Nó sẽ tạo thêm một cái khung uh, xung quanh này nó nổi lên này. Đấy. Rồi tiếp theo thì các bạn muốn hiển thị những cái thông số gì ở đây ví dụ như là sản phẩm này đang thuộc các cái chuyên mục như camera chẳng hạn thì mình muốn không muốn hiển thị uh, danh mục ở đây thì mình bỏ tích cái này đi, Đấy, thì nó sẽ mất danh mục này, tiêu đề mình bỏ đi nó sẽ mất tiêu đề, đấy nó chỉ còn giá thôi. thì các bạn muốn tắt bật những cái nào ở đây các bạn là đây, bỏ thường bỏ đánh giá này, mình sẽ bỏ quick view luôn và ở đây nó sẽ có một cái nút là cái nút là tính toán những cái item để cho nó cân bằng lại cái, cái những cái item các bạn thấy là ở đây cái ảnh này của mình nó đang cái khung của ảnh này nó đang uh, ngắn hơn cái khung ảnh bên cạnh này Đấy. nhưng bây giờ ví dụ mình sẽ bật cái nút này lên Đấy, nó sẽ tự tính toán cho mình Đấy, để nó cân bằng các cái khung này để nhìn nó sẽ cân đối hơn Đấy, giống như thế này, nó sẽ cân đối hơn nó sẽ không bị cái cao cái thấp rồi tiếp theo kéo xuống bên dưới thì các bạn muốn là những cái sản phẩm nào mình thị ra ở đây nó ghi là bài viết thôi nhưng thực ra nó là sản phẩm, à, ví dụ chúng ta chỉ muốn những cái sản phẩm nào mình thị ra thôi thì các bạn ở đây nó sẽ thị toàn bộ sản phẩm trên website của chúng ta ra và các bạn lựa chọn uh, các cái sản phẩm các bạn muốn hiển thị Đấy, ví dụ mình chỉ muốn ba sản phẩm này hiển thị thôi hoặc bốn sản phẩm này hiển thị thôi thì các bạn lựa chọn những cái sản phẩm các bạn muốn hiển thị ra còn nếu mà các bạn không uh, chọn theo từng sản phẩm thì các bạn chọn theo category có nghĩa là theo danh mục mình chỉ muốn những cái sản phẩm thuộc danh mục camera hiển thị thôi thì mình chọn cái này Đấy, thì chỉ sản phẩm của camera hiển thị thôi rồi tiếp theo là chúng ta muốn là tổng số sản phẩm hiển thị bao nhiêu Đấy, ví dụ các bạn muốn để hai hàng thì các bạn phải chọn 8 sản phẩm thì mỗi hàng là bốn sản phẩm còn ví dụ các bạn chỉ muốn để một hàng thôi, các bạn sẽ để bốn sản phẩm thôi. Đấy, thì tùy theo chúng ta, chúng ta muốn để bao nhiêu thì chúng ta lựa chọn ở đây. Ở đây thì mình sẽ để toàn bộ cái sản phẩm ra. Nếu các bạn không lựa chọn nhé, không lựa chọn cái gì ở đây thì tất cả sản phẩm mới nhất nó sẽ thị ra đây. Mình sẽ để tám sản phẩm đi. Giờ để cho thành hai hàng thì cho nó đẹp. Rồi tiếp theo xuống bên dưới cái phần ảnh này, ảnh thì chiều cao của ảnh các bạn có thể quy định được là ảnh có kích thước chung là như là tỷ lệ 43 ba rồi đấy thì tất cả các ảnh nó sẽ đều có chung với tỷ lệ như thế. Còn nếu mà các bạn thiết kế ảnh ở bên ngoài nó đã đồng bộ rồi thì cái phần này chúng ta không cần tùy chỉnh nữa. Còn về kích cỡ thì các bạn chọn cho mình là original nhé. Tất cả các ảnh ở cái phần tính năng nào đi chăng nữa, các bạn cũng đều nên chọn là original. Thì nó sẽ là ảnh gốc, kích thước và cái độ nét của ảnh nó sẽ là nét nhất rồi cân dòng thì ở đây các bạn thấy như là uh, tiêu đề và giá của mình nó đang nằm căn giữa ví dụ mình muốn nằm trái thì mình sẽ căn trái như này Đấy, hoặc căn phải này Đấy, tùy theo ý thích của mình kích thước là bao nhiêu size m hay là xl thì nó sẽ rất là to Hoặc địch này Đấy, rồi các bạn muốn là hover khi mà đưa chuột vào nó sẽ như thế nào Đấy, ví dụ để như này Đấy, khi đưa chuột vào nó mới hiển thị ra được đó. Đấy, đây là một số những tùy chỉnh về hiệu ứng thêm thì uh, đấy là phần uh, Thì các bạn đưa ra xong sau khi mà chỉnh xong các bạn nhấn apply và update. Tương tự như vậy thì bây giờ các bạn muốn thêm có một cái uh, sản phẩm mới nữa thì các bạn sẽ lại hệ có thể nhân bản cái này lên hoặc là qua là add element đấy, các bạn Tạo lại tương tự như vậy thì chúng ta cho một cái uh, sản phẩm mới để thị ra. Và các bạn thấy ở đây là ví dụ như cái sản phẩm mới này của mình nó có một cái nền khác so với cái nền uh, của sản phẩm bán chạy. À, sản phẩm bán chạy là nền trắng còn sản phẩm mới là nền xám thì muốn có một cái nền này thì các bạn cũng làm đơn giản thôi thì các bạn sẽ đưa nó vào trong một cái uh, section ở đây khi mà các bạn nhấn s này các bạn sẽ thấy có một cái uh, tính năng là section section là nơi mà chúng ta có thể đưa nhiều cái row và và các bạn có thể ch lựa chọn cho nó một cái uh, nền màu khác ví dụ mình chọn section nhé rồi sau đó mình apply này thì các bạn thấy là ví dụ về uh, sản phẩm nội uh, uh, mặt chẳng hạn à. Đấy, và các bạn thấy là nó sẽ có một cái phần là phần nền nền đây thì các bạn có thể chọn cho ảnh làm nền hoặc là màu sắc làm nền ví dụ mình sẽ chọn cho nó một cái nền xám như đây Đấy, màu sắc nền xám thì nhấn apply rồi bây giờ mình sẽ nhân bản một cái sản phẩm bán chạy lên mình sẽ nút lưu kết nó lên đổi nó tên mình uh, sản phẩm với bạn chẳng hạn rồi sau đó mình sẽ kéo cái sản phẩm nổi bật nằm trong cái session này Đấy, thì nó sẽ nằm trong đây và mình nhấn pipeline này. Ra ngoài website, mình tải lại. Đấy, đây là cái sản phẩm bán chạy khi nãy của mình và đây là cái sản phẩm nổi bật. Cái tiêu đề này thì mình chưa sửa tên nhưng nó vẫn là sản phẩm bán chạy. Như bạn thấy là nó nằm trên một cái nền khác. À, thì cái session này nó có một công dụng là giúp chúng ta có thể tạo thêm nền hoặc là uh, chứa thêm nhiều row ở trong đấy ví dụ các bạn trong một cái row này các bạn có thể kéo thêm row này vào nữa đấy. có nghĩa là cả hai cái này đều nằm trong một cái session còn nếu các bạn muốn nằm bên ngoài thì các bạn tách nó ra. Đấy. Đó là tính năng Traction. Tương tự như vậy thì bây giờ các bạn muốn thêm cái gì nữa vào bên dưới thì các bạn cũng add element thôi. Ví dụ các bạn uh, chọn row này. Hai cột chẳng hạn. Rồi đặt cái này ví dụ như là video chẳng hạn. Chúng ta muốn chèn video vào. Thì một cột này các bạn muốn chèn video thì các bạn click vào nó. Tìm tới tính năng của video thôi. Đây các bạn tìm tính năng của video này. đó Sau đó các bạn dán link uh, video các bạn muốn vào đây. Là được. Nó sẽ hiển thị video ra này Tiếp tục có bên cạnh thì các bạn muốn hiển thị cái gì thì các bạn đưa vào. Ví dụ như là có bên cạnh mình uh, muốn hiển thị một cái uh, văn bản text chẳng ra. Đấy, mình chọn text là tính năng văn bản. Đấy, rồi sau đó mình sẽ viết nội dung của mình muốn vào đây. Đấy, ví dụ mình sẽ lấy một cái uh, nội dung cụ thể chẳng ra. Đạt loại một cái nội dung như này. Mình sẽ dán vào đây được tách như này. Đấy, rồi à, ví dụ như là các bạn muốn thể thị cái tính năng uh, nút một cái nút bấm chuyển sang này đây thì bạn kích đây các bạn chọn cái tính năng là button này. Đấy, rồi apply đấy, ví dụ nút này là nút là mua ngay, ngay đấy và trong cái nút mua ngay mình muốn là khi kích vào nút mua ngay nó nhảy sang link nào thì mình dán cái link liên kết vào đây rồi mình muốn nhảy sang cái link này dán link kết vào Apply và Update này. Đấy, mình ra ngoài Website. Mình tải lại. Đấy các bạn sẽ thấy nó chỉ thiết cái tính năng ra. Rồi kích vào nút mua ngay. Đấy nó sẽ nhảy sang cái phần này. À, tương tự như vậy thì các bạn. Các cái tùy chỉnh cho các cái cột này cũng tương tự như cột bên trên. Ví dụ bây giờ mình muốn cho cái cột à, à, bên chữ này. À, nó có một cái viền. Nó nó nổi hơn một chút. Thì mình sẽ. Đây là cột chữ này. Mình sẽ chọn đúng cái column đấy. kích vào cái bên răng Mình chọn là Option. Đấy, mình muốn nó nổi lên thì mình sẽ cho cái nib này tăng lên này, Đấy, nó sẽ có một khu nổi lên này. Đấy, hay là các bạn muốn cho nó một cái viền thì ở đây nó sẽ có phần viền này. Đấy, mình sẽ để kích thước viền được khoảng tầm 1 pixel được ra. Đấy, thì mình sẽ để kích thước cả bốn phía của nó đều là một. các bạn sẽ thấy nó có một cái viền này và cho cái màu viền này, màu sắc viền này, cho nó màu đỏ cho nó nổi hơn này. các bạn nhìn thấy có cái màu không? sẽ tăng lên kích thước của mình năm đi cho nó dễ nhìn. Đấy các bạn sẽ thấy được cái viền này. Đấy màu sắc của sẽ để cái của màu sắc màu đỏ đây. Đấy các bạn thấy cái viền chưa? Và viền các bạn có thể viền nét liền, viền nét đứt hay là viền gì đó rồi cái độ co bo của viền nó như thế nào. Đấy rồi uh, margin là cái khoảng cách sau các bạn tạo viền Sau các bạn update này Các bạn tải lại. Đây là cái viền và các bạn thấy là cái viền nó đang sát với chữ của chúng ta quá chúng ta muốn cách chữ ra cái viền viền nó cách ra một tí thì các bạn cũng vẫn vào trong cái column ấy thôi các bạn chỉnh cái padding này của nó này padding khoảng cách với bên, bên trên bên dưới bên trái thì các bạn cho khoảng cách của 10 đi để, các bạn cứ để 10 đủ các phía đi Apply và update lại Rồi, tải lại Thì bạn thấy là chữ nó sẽ được Cách lại vào bên trong Nếu mà thấy chúng ta thấy rằng nó vẫn chưa ổn ừ lắm thì chúng ta lại cách thêm à, thì chúng ta chuyển giao phần padding như vậy thì tất cả các cái tính năng các bạn lựa chọn nó đều có một cái mục là mục option và khi các bạn vào trong cái option đấy nó có rất nhiều những cái tùy chỉnh ở trong này các bạn cứ tắt bật hoặc là kéo hoặc là chọn thì các bạn sẽ thấy cái nào nó thay đổi thì chính là tùy chỉnh cái phần đấy à, bởi vì là những cái chỉnh chi tiết nó rất là nhiều à, và mình không thể đi sâu vào chi tiết từng cái một được thì chúng ta tự tìm hiểu bên trong này và chúng ta làm dần dần chúng ta sẽ hiểu ra được tính năng này áp dụng cho cái gì và chúng ta sẽ fan dần thôi để Sau khi xong rồi Thì chúng ta nhớ là Apply và Update Và các bạn cũng lưu ý là Khi mà chúng ta tạo Bất kỳ một cái row Hay một cái session nào ấy Thì các bạn nên đặt tên Label cho nó Để sau này chúng ta muốn sửa Cái nào thì chúng ta còn biết Nó là cái nào Thì chúng ta mở nó ra Đây Mở ra để chúng ta sửa Ở bên trong Và Đây nó có Một cái phần Lưu ý Lưu ý nữa Là các bạn Có một cái phần tùy chỉnh Trong bất kỳ một cái row Hay một cái Column nè Đấy là phần thường nó sẽ nằm cuối cùng đấy là phần uh, visibility đây là phần cho phép hiển thị ở những cái thiết bị nào uh, ví dụ ở đây các bạn để là uh, visible có nghĩa là nó sẽ hiển thị tính năng này cột này sẽ hiển thị trên tất cả các cái công cụ uh, trên các cái thiết bị máy tính mua hiển thị máy tính bảng có hiển thị và di động không hiển thị nhưng bây giờ mình chỉ muốn là nó hiển thị trên máy tính thôi trên di động không hiển thị thì các bạn sẽ click vào đây các bạn lựa chọn là only for desktop đó, nó chỉ hiển thị trên máy tính thôi, còn trên máy tính bảng hay điện thoại sẽ không hiển thị. Còn nếu mà các bạn muốn là hiển thị trên máy tính và máy tính bảng còn không hiển thị trên điện thoại di động, thì các bạn lựa chọn là hai for Mobile, nó sẽ ẩn trên mobile đi. Ví dụ như là ở đây mình chọn là Only for Desktop nhé. Đấy, sau đó mình apply và update, mình chọn cái sản phẩm nổi bật này. Đấy, thì khi mà cái sản phẩm nổi bật các bạn nhìn, đây mình sẽ đổi với lại tên để cho nó, nó dễ nhìn rồi cái sản phẩm robot này thì vừa rồi mình đã option cho cái row của nó là chỉ hiển trên desktop thôi nên là khi mà mình vào đã đây các bạn nhìn phía cột bên phải này nó sẽ có 3 cái thiết bị mobile này, table và Desktop Đó. bây giờ mình chọn máy tính bảng này các bạn sẽ đấy, các bạn sẽ không nhìn thấy sản phẩm robot chỉ có sản phẩm bán chạy thôi, đấy là không có. Và trên mobile, đấy, chúng ta cũng sẽ không thấy cái sản phẩm robot đâu, chúng ta chỉ thấy là sản phẩm bán chạy thôi bên dưới không có và bây giờ mình sẽ chọn desktop đấy thì các bạn sẽ thấy sản phẩm nổi bật à, hay tương tự như vậy ví dụ như là bây giờ mình muốn là cái video này à, cái phần uh, video này nó chỉ hiển thị trên uh, điện thoại thôi trên máy tính không có đấy, thì mình sẽ option up đây mình sẽ chọn là uh, only for mobile chỉ trên mobile thôi thì các bạn thấy lựa chọn xong phát là nó sẽ không còn ở trên máy tính nữa trên máy tính bảng này cũng không có luôn nhưng mà trên di động thì chúng ta sẽ thấy cái phần video đấy Thì đó là một cái tùy chỉnh để cho phép chúng ta có thể là uh, Cho phép một cái tính năng hay một cái cột nào đấy Nó sẽ chỉ hiện thị trên thiết bị nào đó thôi Hay thậm chí các bạn có thể là làm chi tiết hơn Ví dụ trong cái uh, Cái row này vừa rồi mình để row nhá Mình để row là chỉ hiển thị trên mobile thôi thì Bây giờ mình sẽ cho row thì sẽ hiển thị trên hết tất cả các thiết bị Nhưng mà trong cái row này thì nó sẽ có một cái Video này Video thì mình sẽ chọn đúng cái cột video này Option cái cột video và mình chỉ cho cái cột video để định trên mobile thôi. Đấy, mặc dù là cái cái tính năng chữ này, cái uh, cột chữ này và cái cột video nó nằm trên cùng một cái row. Đó nhưng mà trong cái uh, cột row đấy mình chỉ cho phép là cái video để định trên mobile thôi. Đấy. thì chúng ta sẽ uh, vào trong ẩn uh, uh, ở trên mobile. Vừa rồi là mình uh, thì chỉnh của nó là ẩn ra trên mobile đúng không? Ẩn cái video trên mobile. Đấy, thì các bạn thấy là vào desktop thì thấy cả hai cái video và chữ vào máy tính bảng cũng sẽ thấy cả video và chữ nhưng mà vào mobile thì chỉ có chữ thôi không có video Đấy thì các bạn có thể tùy chỉnh chi tiết cho tới từng phần như, như vậy và sau xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn update thôi và dừng ra ngoài website mình kiểm tra lại thôi này, các cái tính năng như này rồi đâu trên kêu ok chưa và các bạn kiểm tra trên cả thiết bị di động nữa thì đó là chúng ta sẽ thiết kế một cái trang với cái gũi Builder đơ nữa như này thì các bạn có thể áp dụng cái này dành cho cả bài viết, cả trang, cả bất kỳ một cái phần nào đó ở trên website của các bạn. Thì các bạn có thể thiết kế theo ý riêng. Ở đây mình sẽ lựa chọn thêm cho các bạn một cái tính năng nữa thì tính năng bài viết. Thì các bạn chúng ta element này, row một cột thôi. Đây, mình sẽ chọn tính năng đây là bài viết post trở hạn này column mở tiếp column là H column và Đối với tính năng bài viết thì chúng ta muốn hiển thị các cái bài viết ra thì bạn chọn tính năng là blog post, Đó. rồi apply. Đấy các bạn sẽ thấy bài viết nó hiển thị ra này. Và chúng ta cũng lựa chọn theo row hay dạng slide tương tự như sản phẩm thôi. Và chúng ta cũng kéo xuống cả chọn là bài viết thuộc chuyên mục nào thì sẽ hiển thị này. Và số lượng bài viết hiển thị ra là bao nhiêu bài thuộc post. Rồi các bạn có thể đây, cái phần là cái phần ngày viết bài các bạn có thể ẩn đi này rồi chúng ta có thể căn chỉnh lại về ảnh ảnh đi coi vẫn chọn là original nhé đấy, và mình sẽ căn cân dòng rồi căn trái như này đấy là bài viết được ở đây thì mình sẽ để ba bài mình sẽ để cấu trúc là cột sẽ hiển thị ba bài và ở đây thì mình sẽ để tổng bài sẽ là 6 thôi thì nó sẽ hiển thị sẽ thành hai cột cho mình Đấy, và hấp đi và như vậy là xong Sau cái mình tải lại đây Đây là bài viết của mình đây thì ra Đó, Tương sự như vậy các bạn thiết kế với tất cả những cái phần khác Thì các bạn sẽ áp dụng được ra thiết kế cho mình được một cái trang chủ Hoặc là bất kỳ một cái trang nào Sau khi thiết kế xong rồi các bạn phải tắt nó đi này Đấy và sau này các bạn thấy là khi mà tắt đi thì bạn thấy bên trong là nó sẽ toàn những cái đoạn mã code của Flash Sam thôi. Nên chúng ta sau này chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta không sửa trong cái phần code này vì có thể rất dễ là chúng ta sẽ sửa sai Đấy, cho nên khi sửa ấy, thì các bạn lại kích vào Quick Builder thì nó sẽ lại ra cái phần chỉnh sửa trực quan đấy ví dụ mình kích vào đây nó lại ra cái phần chỉnh sửa trực quan đấy để cho các bạn sửa và sửa thì cũng rất là đơn giản các bạn muốn sửa phần nào các bạn chỉ click vào phần thôi. đấy thôi ví dụ như các bạn có thể mở cái mũi tên này ra các bạn lựa chọn cái phần các bạn cần sửa còn hoặc không các bạn kích nút vào ví dụ muốn sửa cái icon này kích thẳng vào nó là các bạn có thể remove đi thay bằng cái khác các bạn muốn uh, sửa chữ này kích nút vào chữ để sửa lại chữ này đấy, các bạn muốn sửa phần sản phẩm các bạn click vào phần sản phẩm Đấy, nó sẽ ra phần tùy chỉnh để cho chúng ta tùy chỉnh lại hay là chúng ta muốn uh, sửa phần bài viết cũng thế click vào đây nó sẽ ra phần blog post này. hay là sửa video cũng click vào video nó cũng ra sửa thì nó rất là đơn giản thôi các bạn muốn sửa phần nào thì chỉ việc click vào phần đấy mà sửa ở trên cột bên trái là xong rồi sau khi sau sửa xong rồi các bạn nhớ nhấn apply và update để lưu lại và chúng ta có thể tắt đi Đấy các bạn làm tương tự như vậy, ví dụ bây giờ mình muốn tạo ra một cái trang khác như là trang tuyển dụng, trang giới thiệu hay là trang khuyến mãi chẳng hạn thì chúng ta lại thêm một cái trang mới và chúng ta cũng thiết kế như thế. Đối với bài viết cũng vậy, các bạn có thiết kế một cái bài viết theo cái phong cách riêng của chúng ta được ạ. Thì các bạn cũng sẽ vào bài viết cũng thêm một cái bài viết mới. Và trong cái phần uh, thêm bài viết này cũng sẽ có phần UX builder để chúng ta tùy chỉnh. Rồi và phần cuối cùng mình muốn hướng uh, dẫn tới các bạn đấy là cái phần event. Uh, phần event này là cái phần uh, cho phép chúng ta có thể thêm các cái uh, code ngoài vào trong cái giao diện này thay vì là các bạn phải truy cập vào trong các cái file mã nguồn của giao diện thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh với đây ví dụ như là chúng ta muốn thêm đoạn code của Analytics vào trong thẻ header à, thì đây chính là cái thẻ header các bạn vào custom chọn theme này thì các bạn vào global setting ở đây phần header script là các bạn có thể thêm các cái mã như là mã tích của source code là chúng ta thêm vào trong thẻ hit có thể thêm vào thẻ body à, footer thì các bạn dán vào cần footer script này thôi rồi tiếp theo các bạn vào phần uh, custom css đây là cái phần có thể là chúng ta sẽ dùng nhiều đây là chúng ta thêm các cái code css vào đây các bạn có thể là thêm cái code vào để áp dụng cho toàn bộ website hay là chỉ áp dụng cho uh, máy tính bảo hoặc là áp dụng cho cái điện thoại thôi phải cứ thêm vào đây mình ví dụ ví dụ có những tùy chỉnh là flash xong nó không cho phép chúng ta chỉnh thì biết chúng ta muốn thêm vào thì uh, chúng ta sửa ví dụ cái giá này đó, cái giá này thì uh, flash không cho phép chúng ta tùy chỉnh màu của cái giá này nhưng mà chúng ta muốn cái giá này thành uh, màu đỏ được các thì mình sẽ thêm một đoạn code ví dụ mình sẽ click chuột phải rồi và chọn inspect này à, mình sẽ tìm cái đoạn code quy định cái uh, màu giá đây ví dụ là code này của nó đây màu giá nó đang để color là màu đen bây giờ mình sẽ chuyển nó thành màu đỏ thôi các mình sẽ chọn màu đỏ các thấy là giá của mình màu đỏ này hay là mình muốn thêm một đoạn code là cho cái kích thước giá đấy nó to hơn được mình sẽ để font uh, size full size cho nó khoảng tầm ví dụ 18 pixel đi. Đấy. đấy nó sẽ to hơn như này. Đấy và sau khi mình thêm code xong rồi à, thì, thì mình không thay vì làm bình vào how asify mã rồi của đó thì mình sẽ copy luôn cái đoạn code này. Copy sau khi copy xong thì các bạn sẽ vào trong cái phần custom CSS này. Đấy, chúng ta sẽ paste vào cái phần old screen này. Đấy và sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Đấy, lưu lại bây giờ mình ra ngoài website mình tải lại. Vậy các bạn sẽ thấy là giá của nó đã thay đổi Nó to hơn và nó thành màu đỏ Thì uh, các bạn muốn chỉnh sửa report thay bất chứng ý nào Và các phần thay đổi thì các bạn chỉ được dán vào trong cái phần cơ sở được thôi Thế là phần mà mình thường hay sử dụng nhiều Ngoài ra thì còn những cái phần khác như là Google API này, Hay là tùy chỉnh về những trang 4 Hay những cái phần khác mà các bạn có thể, thể hiểu kỹ hơn rồi đây Nó cho phép chúng ta mở rộng thêm các cái tính năng mà chúng ta muốn chỉnh sửa ta muốn thêm cái mã mà... API của Google chúng ta dán được cho mình và sau khi chỉ xong thì bạn nhấn lưu lại và update không là được thì đó là toàn bộ những bước phần quan trọng và mà, mà giúp chúng ta có thể uh, duy trì sử dụng cái giao diện platform dĩ nhiên là đi vào chi tiết thì nó còn nhiều những cái uh, phần nhỏ khác mà chúng ta sẽ cần phải uh, tiểu thêm nhưng mà những cái phần quan trọng đấy thì mình cũng hy vọng là đã giúp ích được cho các bạn trong cái việc là chúng ta uh, tìm hiểu về sử dụng cái giao diện này còn uh, các bạn muốn uh, đi sâu hơn hiểu sâu hơn về cái giao diện này hoặc là gặp cái vấn đề nào đó về giao diện thì các bạn có thể là comment ở dưới phần uh, video thì mình sẽ trả lời cho các bạn hoặc các bạn chúng ta để inbox vào trong nhóm hỗ trợ Zalo của mình thì mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Hy vọng rằng video đã giúp ích cho các bạn. Chúc bạn thành công.